nặng mụn này thật sự rất là đã, nhưng đây thực tế không phải là mụn, và đáng sợ hơn là khi bạn động vào nó hay xử lý không đúng cách như trường hợp của mình đây thì chính là lợn lành thành lợn què. Hi mọi người, cảm ơn mọi người đã quay lại kênh của mình. Còn nếu bạn gặp mình đầu tiên thì mọi người gọi mình là Huyền Baby hay Cherry Ruby. Nếu bạn đang gặp tình trạng như thế này thì video này sẽ dành cho bạn và đảm bảo sẽ giải quyết được vấn đề. Mình sẽ nói về cách xử lý những vùng bị tình trạng này, có nên hay không nên làm theo những mẹo mà trên mạng share như là dùng dầu, dùng oil xoa mặt từ 10 đến 15 phút, dùng miếng lột mụn. Và ngoài ra mình sẽ chia sẻ cách tẩy trang, rửa mặt đúng cách và những điều khiến tình trạng mặt sẽ tệ đi 100 lần nếu như bạn không xử lý đúng cách cái trắng trắng đen đen này thông qua case thực tế là mình đây. Và warning là video sẽ unpack rất nhiều thông tin. Mình sẽ để mốc thời gian của từng mục trong comment cho bạn tiện theo dõi. Ok, let's get started. Trước tiên mình khẳng định là dù bạn không có mụn nặng hay là đang không bị break out và da đang rất là đẹp đi chăng nữa thì bạn vẫn có thể có những cái li ti chấm trắng trắng đen đen trên đầu mũi này. Và cái này gọi là sỏi bã nhờn. Sỏi bã nhờn là thành phần trong da được hình thành từ dịch nhờn trên da kết hợp với lipid thừa, bụi bẩn và tế bào chết. Đấy là nó không phải mụn như nhiều người vẫn nghĩ. Miễn là chúng hoạt động bình thường, chúng sẽ gần như vô hình và giúp cấp ẩm cho làn da của bạn cũng như là chống lại mọi tác nhân gây kích ứng da. Chúng là chiếc cầu nối mà khi mà dầu tự nhiên trong cơ thể chúng ta di chuyển từ sâu bên trong lên lớp hạ bì, lên bề mặt da, và những loại dầu này sẽ giữ ẩm cho làn da của bạn và cải thiện độ đàn hồi cho da. Chúng sẽ tạo ra một lớp phủ trên da giúp bảo vệ bạn khỏi những tác nhân như là nắng, gió và các tác nhân môi trường khác. Vấn đề với sợi bã nhờn xảy ra khi mà lượng dầu lớn sản xuất quá nhiều khiến cho lỗ chân lông chứa đầy những bã nhờn và khiến cho các cái sợi này nó lộ rõ hơn, nhiều hơn khi mà chúng bắt đầu xuất hiện thành hình dạng của mụn đầu trắng, li ti là mụn đầu đen. Và sợi bã nhờn và mụn đầu đen này không giống nhau một chút nào nha. Nhưng mà nếu lỗ chân lông bị tắc thì nó có thể biến thành mụn đầu trắng, mà khi mà nó expose với ánh sáng mặt trời thì nó sẽ trở thành mụn đầu đen. Khẳng định một lần nữa, cái này không phải là mụn đầu đen, đầu trắng hay là mụn ẩn gì cả. Nó chỉ đơn giản là dầu thừa tiết ra từ cơ thể chúng mình, và nếu có dính bụi bẩn hay là tế bào chết nhỏ xíu xíu trên da thì nó sẽ hình thành và trồi lên trên. Và nếu mà lượng dầu được điều tiết thường xuyên không có vấn đề gì thì cái này nó thực sự là một cái điều rất là bình thường, và nó còn giúp đỡ hỗ trợ cho làn da của chúng mình trở nên khỏe mạnh hơn. Sợi bã nhờn thì có hình dạng sợi nhỏ, màu trắng đục, mềm, chân thì nó cắm sâu vào da của chúng mình, và chúng thường tập trung ở những vùng như là vùng mũi này, những cái vùng mà dầu có xu hướng tiết ra nhiều hơn. Nếu mà bạn đã có sợi bã nhờn nhiều thì điều này đồng nghĩa với việc là gương mặt bạn đang bị quá tải dầu, khả năng có thể xuất hiện những cái mụn ẩn, mụn đầu đen hay mụn đầu trắng là điều không tránh khỏi. Ok, vậy thì đầu tiên hy vọng là qua những cái hình ảnh rất là nhanh vừa rồi thì mình hy vọng chúng ta có thể phân biệt được mụn đầu đen, đầu trắng hay là nó chỉ là sợi bã nhờn mà thôi. Thứ nhất là mình muốn show cho các bạn xem về cái video này. Ew, speechless. Is this an oil block? Like really gross. Nhất là nó không có thực tế, không ai mà có thời gian 15 phút mỗi ngày để xoa hai cái mũi đỉnh mũi để mà xóa những cái sợi bã nhờn này. Thứ hai đó là dầu nó không thực sự có tác dụng thần kỳ đến thế. Thế ở đây mình có cái baby oil. Không phủ nhận cái việc sợi bã nhờn nó thành phần chính là dầu, thì khi mà bạn dùng một loại dầu gì khác để xoa lên mặt thì khả năng một phần nào đó trên bề nổi của da nó có thể break down một chút cái sợi bã nhờn nó ra, nhưng mà chắc chắn là không thể nào mà nó lôi tất cả cái đống bã nhờn ở vị trí trong mũi hay là cánh mũi ra khỏi làn da của bạn được, bởi vì là nó không thể chui sâu được vào chân của những cái sợi bã nhờn đó và đẩy nó ra. Nếu bạn có thấy cái gì đó cấn cấn ở trên đầu ngón tay khi mà bạn làm thử xoa dầu trên mặt như vậy thì nó có thể là da chết hay những cái bụi bẩn linh tinh gì khác trên mặt với những cái hoạt chất, hóa chất lôi ra từ chính những loại mỹ phẩm bạn đã dùng. Điều nữa đó là cũng giống như bất kỳ các sản phẩm hay treatment gì, để mà có thể thấy được hiệu quả bạn sẽ cần một thời gian nhất định, làm thường xuyên về lâu về dài chứ không chỉ là 1-2 ngày bạn thử xoa vào mặt là nó sẽ tự bung rụng biến mất hoàn toàn nha. Thì mình đã thử làm và thấy đúng là cái làn da sau khi mà mình có massage nó có trở nên sạch hơn thật, nhưng mà về lâu về dài thì nó sẽ không đi hết những cái sợi bã nhờn đấy, và những cái sợi bã nhờn đấy nó còn kiểu như là mình để nó lâu ở trên da ấy nên là nó cứng hơn, và khi mà mình dùng những kiểu những cái nhíp mình nhổ nó lên ấy thì nó thực sự là thành hình thành một cái sợi khá là dài. Ok, tổng kết lại, việc dùng dầu rồi massage thì không có tác dụng thực sự giúp đi xóa đi cái hiện tượng này, nhưng mà cũng không hẳn 100% là vô dụng vô nghĩa. Anh hiểu nó như là một cái dạng massage đẩy da chết nhẹ nhàng trên da, thì việc này giúp cho làn da của chúng ta sạch hơn. Ngoài ra nó còn giúp cho làn da, cho những ai mà sử dụng những cái sản phẩm make up hay là kem chống nắng mà thuộc dạng chống nước thì nó sẽ giúp cho làn da sạch sâu hơn. Thì nhìn chung những việc này sẽ phần nào đấy cùng nhau hợp tác và đẩy lùi hiện tượng da chết nó nhỏ nhơ trên da mặt, và phần nào giúp cho sợi bã nhờn tiết chế lại. Thứ hai là dành cho những ai thích dùng những cái sản phẩm miếng dán lột mụn hay là mặt nạ lột mụn.
nhìn thì thực sự rất là thích đúng không? Và mình không phủ nhận là trong một lần bạn lột cái này có thể lôi ra từ gốc tới ngọn cả những cái sợi bã nhỏ này, dù là nhỏ nhất. Cái miếng dán này đúng là có tác dụng đặc biệt cho những cái kiểu tiny tiny baby hair, những cái chấm đen li ti nhưng mà không phải là mụn đầu đen ấy. Bạn hiểu nó như kiểu là waxing cho lông ở trên da mặt vậy. Và có hai điều chúng ta cần phải nắm được ở đây. Thứ nhất đó là sợi bã nhờn sẽ chắc chắn quay trở lại. Đây chỉ là có tác dụng cầm chân chứ không phải là nhổ cỏ tận gốc. Thứ hai là nếu như bạn làm cái việc này thường xuyên, làm không đúng cách thì nó còn có thể khiến cho mặt bạn bị nổi mụn đỏ này, mụn mặt ở những khu vực mà bạn làm cái miếng lột mụn này. Lý do vì sao? Vì những cái strain này nó sẽ lột đi cả những cái lớp biểu bì ở trên da, cái lớp hàng rào bảo vệ đầu tiên trên da của chúng ta. Các bạn cứ thử dùng miếng băng dính mà dính trên bất kỳ phần nào da rồi lột ra thì bạn sẽ thấy là cả lông và một số cái thứ gì khác ở trên da nó cũng sẽ bị giật ra theo, và kết quả để lại trên cái làn da đó sẽ là một vệt đỏ. Tay chân của chúng mình, da nó đã cứng cáp dày dặn như vậy mà còn bị tấy đỏ như vậy thì nói gì tới làn da mỏng manh yếu đuối trên da mặt của chúng mình, đúng không? Và khi mà hàng rào bảo vệ da bị suy yếu tổn thương thì rất nhiều trường hợp xấu có thể xảy ra, từ việc là ánh nắng mặt trời có thể xâm hại da mặt của chúng mình cho tới vi khuẩn và rồi bạn sẽ bị lên mụn. Vậy nên nếu bạn muốn đi theo hướng này thì bạn cần đặc biệt để ý, thứ nhất là thời gian làm theo bao lâu trên hướng dẫn bao bì sử dụng của cái miếng lột mụn hay là mặt nạ lột mụn đó. Thứ hai là khi mà lột da thì bạn phải cẩn thận tránh việc gây ra sự cọ sát quá mạnh mà làm tấy rát da. Thứ ba là bạn phải có biện pháp bảo vệ dưỡng da như là bôi, thoa, kem dưỡng để những cái vùng mà bạn wax đó nó sẽ được bảo vệ và hồi phục nhanh chóng. Thì tổng kết lại là bạn có thể dùng cái miếng dán lột mụn này cũng không sao cả, miễn là bạn không dùng quá thường xuyên. Mình nghĩ là một tháng một lần là hợp lý. Tuy nhiên là chúng ta không nên là để cái tình trạng nó build up quá nhiều và chúng ta cần phải sử dụng tới cái harsh treatment là cái miếng dán lột mụn này, và chúng ta nên tập trung vào việc chăm sóc bảo vệ làn da để nó ngăn ngừa những cái sợi bã nhờn này trở nên quá nhiều và mất thẩm mỹ. Điều trị tốt nhất cho sợi bã nhờn là có thói quen chăm sóc da khỏe mạnh để mà có thể hạn chế tình trạng tắc nghẽn hay là dầu thừa quá nhiều. Điều này sẽ ngăn không cho dầu tràn vào lỗ chân lông và giúp cho các sợi tóc thực hiện đúng chức năng của chúng. Và các thói quen sau đây sẽ có thể giảm bớt tắc nghẽn bao gồm: thứ nhất là vệ sinh nhẹ nhàng thường xuyên bằng sữa rửa mặt sẽ giúp loại bỏ các tạp chất từ sâu bên trong lỗ chân lông, làm mới và tinh chỉnh kết cấu da của bạn. Hai là tẩy tế bào chết hóa học ngăn ngừa tắc nghẽn lỗ chân lông. Việc tẩy da chết thường xuyên sẽ giúp ngăn chặn các tế bào da chết tích tụ trong lỗ chân lông của chúng mình để mà các cái sợi bã nhờn có thể tiếp tục thực hiện công việc của chúng. Phương pháp rất phổ biến hiện nay đó là sử dụng BHA hay còn được biết tới với tên gọi là salicylic acid. Thì những cái phần tử của dung dịch này nó rất là nhỏ thôi và nó sẽ thẩm sâu vào trong lỗ chân lông, tế bào chết và làm sạch, loại trừ những cái nhờn dư thừa và xử lý tế bào chết để mà thúc đẩy quá trình thay tế bào mới được xảy ra nhanh hơn và kịp thời hơn. Tuy nhiên có một điều cần lưu ý ở đây đó là những cái sản phẩm BHA này nó bao gồm rất là nhiều dạng. Giờ mà bạn lên mạng tra BHA thì nó sẽ ra vô số sản phẩm từ những cái hãng khác nhau. Nên nếu như bạn muốn chắc chắn nhất là nên sử dụng sữa rửa mặt hay là dùng dạng bôi để qua đêm, hay chỉ cần là dùng toner thôi, và dùng của hãng nào, sáng hay tối liều lượng bao nhiêu, phần trăm bao nhiêu, thì 100% mình khuyên các bạn vẫn nên đi gặp bác sĩ da liễu và nói với họ là bạn có tình trạng gì và hiện skincare routine của bạn đã có những cái sản phẩm gì rồi, và họ sẽ cho lời khuyên áp dụng tốt nhất với trường hợp của bạn, chứ không ai giống ai 100% cả nha. Cách mà bạn nên sử dụng đó là bắt đầu chậm và nhẹ nhàng nhất có thể. Nếu là sữa rửa mặt thì không phải dùng hai lần một ngày đâu nha, mà chỉ là một lần cách khoảng tầm 2 đến 3 ngày mới sử dụng lại một lần nữa. Và nếu như nó là một cái dạng lỏng bôi trên da thì có thể bắt đầu một cách để trên da 15 đến 20 phút rồi rửa lại mặt, cũng có thể để lên trên da qua đêm một lần một tuần rồi hai lần một tuần, vân vân vân. Bài học của mình ở đây đó là mặc dù mình đã test thử trên da những cái hoạt chất này và mình đã thấy rất là ok, nhưng mình răm rắp làm theo sử dụng ở trên bao bì đó là sử dụng hàng đêm khi mà mình mới bắt đầu sử dụng cái BHA. Thực ra mình cũng không dám bắt đầu với BHA cơ, bởi vì là BHA nó đi sâu được vào bên trong hơn và nó có những hoạt chất mạnh hơn, nên mình đã chọn AHA lúc đầu để mà nó kiểu mức độ nhẹ nhàng vừa phải thôi. Và mình còn chọn sử dụng mandelic acid là cái loại mà nó ở độ kích ứng thấp nhất trong họ nhà AHA rồi ấy. Đấy, vậy mà sự tẩy da chết từ cái lọ mandelic acid này nó còn khiến cho mình bị break out toàn mặt. Nhiều người bảo là khi mà bạn bắt đầu sử dụng những cái hoạt chất như kiểu là BHA hay AHA này thì có khả năng một số người sẽ trải qua một cái giai đoạn là purging, là kiểu mà sẽ nổi nhiều mụn hơn chẳng hạn. Nhưng mà một số treatment thì đúng là có thể có tình trạng purging này, bạn cần cắn răng chịu đựng để đi tới cái giai đoạn tốt đẹp hơn. Nhưng mà breakout và purging là hoàn toàn khác nhau nha. Vậy nên là mình khi mà mình nhận thấy là mình đang bị breakout là mình phải dừng ngay lập tức với cái hóa chất tẩy da chết này. Và trong tương lai thì mình sẽ đề cập thêm về sự khác biệt giữa BHA và AHA, cũng như là sự khác biệt giữa breakout và purging. Vậy nên hãy nhấn theo dõi mình ngay nha để không bỏ lỡ những cái content này.
chốt lại bài học ở đây đó là trước khi mà bạn có muốn thay đổi hay sử dụng một cái sản phẩm gì mới lên trên mặt thì ngoài việc test sản phẩm trên một số vùng da nhất định thì phải luôn bắt đầu thật sự chậm với một liều lượng ít nhất có thể để mà có thể từ từ introduce nó tới với làn da của bạn để mà nó không bị tổn thương. Chậm mà chắc nha các nàng. Một sự lựa chọn khác nếu như mà không muốn dùng tẩy da chất hóa học như là BHA hay là AHA thường xuyên và muốn có một làn da đẹp về lâu về dài thì bạn có thể cân nhắc retinoid. Thì đây là tên gọi chung của vitamin A ở dạng kem bôi. Mình đã có video, mình sẽ để ở đây nói về dạng uống và nó là cái sản phẩm đã giúp cho mình chữa được cái mụn nặng. Nếu bạn muốn thì có thể tham khảo thêm ở đây nha. Tuy nhiên ở video này thì mình chỉ muốn nhắc qua tên của cái sản phẩm retinoid này để bạn nào mà tò mò thì có thể tự tìm hiểu trước. Có rất là nhiều cái lưu ý xung quanh nó mà mình không thể kể hết trong video này được. Hãy nhớ rằng các cái sợi bã nhờn này là một phần hoàn toàn tự nhiên của cơ thể chúng mình và bình thường ở trên da của mình. Và chúng có một vai trò thực sự rất là quan trọng trong việc điều tiết, điều hướng những cái dòng dầu của da mình. Ok, mục thứ ba đó là cách rửa mặt đúng cách. Tại sao mình phải đề cập tới cái mục này trong video của mình? Bởi vì đây là cái kiến thức rất là cơ bản mà chúng ta phải master nó. Tẩy trang rồi rửa mặt lại mà còn sai thì BHA, AHA hay retinol cũng không thể cứu cánh được đôi mặt của chúng mình. Điều này thực sự rất là quan trọng cho con gái chúng mình, đặc biệt là bạn nào dùng make up. Và cuối ngày thì các bạn bắt buộc phải double cleansing nha. Double cleansing có nghĩa là bạn tẩy trang sạch sẽ rồi sau đó là rửa mặt lại bằng sữa rửa mặt. Tuy nhiên first thing first, mình không nghĩ chúng ta cần phải rửa mặt hai lần một ngày. Rất nhiều trường hợp da của chúng ta bị tấy giác tổn thương, bị mụn vân vân là do chúng ta sờ và nó quá nhiều, kể cả khi mà chúng ta sử dụng những cái loại sữa rửa mặt mà nó claim là nó extra gentle thì nó cũng không thực sự là cần thiết. Lý do đó là đêm trước chúng ta đã có một cái skincare routine rất là hoàn chỉnh thì sau 8 đến 10 tiếng sau tỉnh dậy thì chúng ta chỉ cần đơn giản là rửa mặt bằng nước, hay là như mình thì mình có thể dùng một miếng bông tẩy trang cộng với nước tẩy trang là mình sẽ nhẹ nhàng đi một lượt trên da xong. Sau đó là mình có thể sử dụng kem chống nắng ngay. Tất nhiên cái này không 100% dùng cho tất cả mọi người, bởi vì nếu như mà da bạn thuộc loại da dầu hay là bạn ở Việt Nam hay những cái vùng mà nó rất là ẩm ướt thì mọi người cứ làm những gì phù hợp với bạn nhất nha. Còn nếu như bạn muốn thử cái phương diện này mình vừa mới nêu trên đây, đó là chỉ cần rửa mặt một lần một ngày thôi bằng sữa rửa mặt, thì bạn có thể bắt đầu bằng việc là thử từ 2 đến 3 đến 4 ngày trong tuần chỉ dùng sữa rửa mặt vào buổi tối thôi, và buổi sáng thì bạn sẽ rửa mặt bằng nước để xem là nó có phù hợp với bạn không nhá. Nếu bạn thấy nó thích hợp với bạn thì bạn có thể phát triển từ đó, hoặc là quay lại với routine ban đầu nếu như bạn thấy nó không hợp. Nếu mà ngày nào bạn không ra khỏi nhà chỉ dùng kem chống nắng thì chỉ cần một chút nước tẩy trang nhẹ nhàng ok rồi. Mình cũng không có chia sẻ gì thêm gì về những cái sản phẩm như là sáp tẩy trang hay là dầu tẩy trang vì hai lý do. Thứ nhất là mình không có make up foundation nên sẽ chỉ chọn những cái gì nhẹ nhàng nhất. Thứ hai là đã rất nhiều năm nay mình dùng cái loại nước tẩy trang này. Đây là cái lọ màu hồng, thì cái này họ có màu hồng và màu xanh, nhưng mà màu hồng mình thấy nó rất là phù hợp cho da nhạy cảm. Cái lọ nước tẩy trang này nó đã hoạt động rất tốt trước tới nay nên mình không có ý định thay đổi. Tuy nhiên theo nguyên lý mà nói, nếu bạn sử dụng nhiều make up, có nghĩa là có dùng phấn này, foundation vân vân, thì dùng dầu tẩy trang hay là sáp tẩy trang sẽ dễ dàng kéo trôi những cái loại mỹ phẩm này ra một cách rất là nhanh gọn đơn giản. Đơn giản hơn rất là nhiều so với cái nước tẩy trang thông thường. Đặc biệt là những cái loại mỹ phẩm nó có thành phần chống nước như kiểu là mascara này. Trước khi động tay vào mặt thì chúng ta cần phải rửa tay thật sạch. Ngày nào có make up mắt thì điều đầu tiên mình sẽ dùng cái dầu tẩy trang mắt này. Và lọ này là lọ duy nhất mình thấy rất là ưng ý, bởi vì khi mà mình chạm bông tẩy trang vào mắt và để nó một lúc để nó marinate xong rồi nó lại đi một lượt, nó sẽ sạch toàn bộ mascara, nó sẽ trôi ra ngay lập tức. Mình dùng nước tẩy trang Bioderma lên bông tẩy trang và mình sẽ đi một vòng, quan trọng là nhẹ nhàng thôi nha. Đừng chà với lực quá mạnh vì cái bông tẩy trang này kể cả là cái dạng đắt tiền xịn sò thì nó vẫn rất là thô ráp so với da mặt của chúng mình. Vậy nên chúng mình chỉ cần lướt nhẹ nhàng thôi. Nhưng nếu mà bạn có nhiều make up thì sẽ hơi khó vì nó sẽ khó mà ra hết, bởi vì nó bám khá là sâu vào lỗ chân lông của chúng mình, đặc biệt là những bạn nào mà có lỗ chân lông hơi to một chút chẳng hạn. Đó là lý do vì sao mà cuối ngày chúng ta nhất định phải double cleansing. Các bạn phải tẩy trang sạch sẽ và dùng sữa rửa mặt để rửa mặt lại một lần nữa để mà chắc chắn là những cái bụi bẩn, những cái sản phẩm mỹ phẩm mà chúng ta sử dụng trên mặt sẽ được trôi ra hết. Mình hay rửa mặt vào lúc tắm và thường thì mình sẽ để nó ở trong cái giai đoạn cuối cùng, có nghĩa là mình sẽ chỉ rửa mặt sau khi mà mình đã đánh răng xong, hoặc là nếu ngày hôm đó mình có gội đầu thì nó sẽ là sau khi mà mình đã gội đầu và làm tất cả các bước khác xong. Lý do đó là mình không muốn bất kỳ sản phẩm hay là cái chất gì có thể bắn vào mặt mình, kể cả nó li ti. Điều này sẽ không thể tránh khỏi bởi vì là bạn không nhìn thấy được cái điều đó, đúng không? Nếu bạn quen rửa mặt tại bồn rửa mặt rồi thì bạn cứ thử mua cái vòng tay rửa mặt này để tránh cái tình trạng nước chảy xuống tay áo ướt rất là khó chịu nha. Một lưu ý nếu như mà bạn rửa mặt trong lúc tắm đó là hãy chú ý căn chỉnh nước với mức độ nóng của vòi, tại vì con gái cho mình rất thích tắm nước nóng ấy, nhiều khi là nóng đến mức bỏng rát luôn. Khi dùng sữa rửa mặt không cần quá nhiều đâu,
các bạn có thể sử dụng cái loại mà tạo nhiều bọt, hay là có những cái loại gentle thì nó nhiều khi nó còn không lên nhiều bọt lắm đâu. Và do lên mặt theo chiều tròn như thế này, mình cũng không recommend mọi người là kỳ quá mạnh hay là quá lâu đâu. Chúng ta chỉ cần nhẹ nhàng nhưng mà có độ nhấn nhá vừa phải trong vòng 60 giây là ok rồi. Nếu bạn không rõ 60 giây sẽ là bao lâu thì chỉ cần nghe nhạc trong lúc tắm và nghe được một nửa bài là bạn biết đã đủ 60 giây rồi đó. Cái dùng đôi tay của chúng mình để massage nhẹ nhàng đủ thời gian là đã rất là đạt tiêu chuẩn rồi. Nên là mình nghĩ là bạn cũng không cần phải dùng pad rửa mặt hay là cây rửa mặt như thế này đâu. Mình biết là cái sản phẩm này rất là phổ biến, nhưng là dù chất liệu là silicone hay tương tự thì nó cũng không thể nào mà nhẹ nhàng như là da của chúng mình được. Và nó cũng không phải là dạng thần dược gì, có tác dụng gì nhiều khi mà liên quan đến việc rửa mặt. Vậy nên nếu như bạn xác định bạn có thể dành đủ thời gian 60 giây để rửa mặt một cách cẩn thận sạch sẽ thì bạn có thể tiết kiệm được mấy triệu để mua sản phẩm này, thì mình nghĩ là cũng ok đó ha. Hãy thấm mặt khô ngay sau khi rửa mặt xong, đừng để nó khô tự nhiên, nó không được dùng khăn chà sát quá mạnh mà chỉ cần thấm nhẹ nhàng thôi nhé các nàng. Tiếp theo đó là phải thay khăn mặt ít nhất 2 ngày một lần. Nếu mà tốt nhất mà được ấy, thì các bạn hãy mua một cái bịch khăn 7 màu khác nhau, mỗi màu dành cho mỗi ngày trong tuần, dùng xong là thay mới luôn thì bạn sẽ không bao giờ bị quên, bị nhầm hay là bị thiếu khăn mặt cả. Tuyệt đối không được dùng khăn tắm với khăn mặt chung nha, bởi vì là chúng ta cần phải tránh những cái thứ bụi bẩn mà mắt thường không nhìn thấy được khi chúng ta lau trên da người và dùng lên trên da mặt của chúng mình. Ok, ở đây mình khẳng định những cái điều mình chia sẻ ở video này không chỉ tới từ kinh nghiệm trải nghiệm cá nhân để mà đạt được những gì mà bạn đang thấy ở trên gương mặt mình đây, mà mình cũng đã tìm hiểu rất là kỹ rồi mới chia sẻ trên đây cho mọi người. Và mình luôn khuyến khích mọi người phải tìm hiểu thêm trước khi mua sản phẩm gì, đặc biệt là để uống hay là bôi lên trên cơ thể. Điều này áp dụng cho tất cả mọi thứ trong cuộc sống luôn. Ngoài ra nếu như bạn muốn thay đổi thì có thể bắt đầu dần dần từ việc rửa mặt buổi sáng ít đi vài lần trong tuần này. Và nếu như bạn thấy không hợp thì cứ làm những cái điều bạn đã quen và hợp lý với cá thể của bạn, từ việc rửa mặt ở bồn thay vì trong phòng tắm, vân 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 vân. Mình thực sự là hy vọng các bạn có thể áp dụng được một điều gì đó bổ ích từ video này. Đừng quên like và để lại comment về những nội dung mà bạn muốn nghe thêm. Hãy theo dõi mình nếu như bạn chưa nha. Cảm ơn mọi người yêu thương cả nhà. Gặp lại các bạn trong video tuần tới.